Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với những tình tiết mới nhất của bộ phim đang hot nhất VTV hiện nay, phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10, Ngân Hà sẽ trả đũa nghĩa trắng tay. Trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10, bà Sinh chất vấn An Nhiên, ông Trường muốn Ngân Hà về công ty làm việc, nghĩa lật bài ngựa với bố vợ. Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 9 có những diễn biến cho thấy bà Hạ Lan đã gọi An Nhiên đến nhà và lột mặt nạ của cô. Bà cho rằng cô là người đạo đức giả, cỡ mưu tính gì mới tiếp cận gia đình của nhà bà. Mẹ của Ngân Hà còn úp mở khi thấy hình nền của con trai cô trên điện thoại, rằng bé Vôn trông rất quen giống một ai đó. Lúc này Ngân Hà cũng đến thăm mẹ, cho nên tình cờ đứng ngoài nghe thấy hết. An Nhiên về đến căn phòng làm việc, có vẻ cô không kiểm soát được cơn tức giận khi bị bà Hạ Lan sỉ nhục, cho nên đã lật lá số tử vi của nghĩa gia. Chẳng biết cô ta xem được những gì, nhưng hình như có ý định rút ngắn kế hoạch trả thù, cho nên đã nhắn tin cho Nghĩa. Cô nói rằng đã xem lại lá số tử vi, anh phải thực hiện mọi kế hoạch trong quý này thì sẽ thành công mỹ mãn. Nghĩa có vẻ rất nghe lời của An Nhiên. Cùng lúc này ở công ty của Lan Hà đang xảy ra chuyện rất lớn và rất có thể ông Trường sẽ bị bắt vì tội đưa hối lộ 5 tỷ. Một lãnh đạo của bệnh viện lớn vừa bị bắt và ông Trường từng đưa cho người này 5 tỷ đồng. Theo luật sư, với số tiền hối lộ bên trên thì ông Trường có thể phải đối mặt với 20 năm tù, có hưởng án treo. Ngoài Nghĩa được ông Trường giao cho lo mọi việc thì Ngân Hà cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với công ty. Cô chỉ nghe chồng nói là công ty đang bận rộn với kế hoạch truyền thông cho sản phẩm mới, cho nên ông Trường nhiều khi phải đến công ty lúc nửa đêm để xử lý việc phát sinh. Trong bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 9 còn có những tình tiết cho thấy Vũ sắp bay sang nước ngoài tìm mẹ anh bị ngã bệnh. Vũ và Hà tình cờ gặp nhau, Vũ bất ngờ ôm chầm lấy người yêu cũ của mình nhưng muốn nói điều gì đó, nhưng anh chưa thể tiết lộ khi Ngân Hà vẫn tin vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình. Vũ cho biết anh sẽ trở lại. Ở các tập trước, Vũ đã biết được bí mật của Nghĩa và có con riêng, gia đình riêng với An Nhiên. Phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10 tối nay vào ngày 1 tháng 4 lúc 21:40 trên kênh VTV3 tiếp tục những nội dung gây cấn khi bà Sinh gặp An Nhiên và chất vấn cô ta. Mẹ của Nghĩa cho rằng những việc mà An Nhiên và Nghĩa đang làm là rất thấp thức và hãy dừng lại khi chưa quá muộn. Trong một phân cảnh khác, ông Trường muốn Ngân Hà về công ty Lan Hà để tiếp tục một kết quả một số công việc, nhưng cô cho rằng có Nghĩa ở đó, chồng cô sẽ làm thay công việc của cô là được. Nhưng ông Trường nói với con gái rằng dù tin Nghĩa nhưng ông tin bản thân mình và cô con gái hơn. Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10 còn hé lộ diễn biến căng thẳng giữa Nghĩa và ông Trường. Nghĩa đã lật bài ngựa khiến bố vợ khóc thét không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 10, Ngân Hà sẽ trả đũa nghĩa trắng tay.